lịch phát sóng phim Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19. Cập nhật lịch phát sóng Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19, See You in Me 19 The Ad Lifer, bộ phim mới của Jin Hae Sun. Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19 đã chính thức lên sóng tập đầu tiên và có một khởi đầu khá thuận lợi. Nội dung phim Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19. Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19, See You in Me 19 The Ad Lifer là bộ phim truyền hình Hàn Quốc pha trộn giữa các yếu tố giả tưởng và một câu chuyện tình yêu lãng mạn trải qua những lần tái sinh khác nhau của một cô gái có thể lưu giữ lại tất cả ký ức từ những kiếp sống trước đó. Nội dung phim Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19 được chuyển thể từ webcomic nổi tiếng See You in Me 19 The Ad Lifer của Lee Hai xoay quanh Ban Gi Eun, người có khả năng phi thường nhớ được những gì đã diễn ra ở 18 kiếp trước của mình và Moon Soo Ha, người mà cô quyết tâm gặp lại và yêu trong kiếp hiện tại, thứ 19. Nếu như Ban Gi Eun vẫn muốn kết nối với cô bé Moon Soo Ha 12 tuổi đã gặp trong kiếp thứ 18 thì Moon Soo Ha lại từ chối mối quan hệ với cô ở cuộc sống hiện tại. Liệu rằng mối tình giữa hai người có thể phát triển ở kiếp này hay không? Diễn viên phim Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19. Phim Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19 với sự tham gia của Jin Hae Sun, An Bo Hwin, Ha Eun Kyung, An Jong Gu cùng nhiều diễn viên khác. Jin Hae Sun sẽ thủ vai Ban Gi Eun trong Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19, một người nhớ lại tất cả tiền kiếp của mình. Trải qua nhiều lần tái sinh trong gần 1.000 năm, Ban Gi Eun đã sống cuộc sống của mình với sự siêng năng nhưng cảm thấy chán trường. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với Moon Soo Ha trong kiếp sống thứ 18 đã giúp cô tìm thấy những niềm vui nhỏ bé dù ngắn ngủi. Vì vậy, Ban Gi Eun một lần nữa tìm đến Moon Soo Ha lần nữa. An Bo Hwin sẽ đảm nhận vai Moon Soo Ha trong Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19, người đàn ông định mệnh mà Ban Gi Eun đã gặp trong kiếp sống thứ 18 của cô. Moon Soo Ha đã trải qua nỗi đau mất đi những người thân yêu từ khi còn nhỏ. Mối tình đầu của anh, Eun Joo Won, cũng chính là Ban Gi Eun trong kiếp sống thứ 18, đã giúp anh vượt qua những tổn thương. Tuy nhiên, sau cái chết của Eun Joo Won, Moon Soo Ha sống một cuộc sống cô đơn. Cho đến một ngày, một người phụ nữ xa lạ tên là Ban Gi Eun xuất hiện trước mặt anh và cuộc đời anh bị thay đổi hoàn toàn. Lịch chiếu phim Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19. Phim Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19 chính thức phát sóng từ ngày 17/6/2023 vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên TVN và Netflix.